Trước đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tại thành phố Hồ Chí Minh từng có công văn xin nuôi cấy virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch Covid-19 đến nay, Bộ Y tế chưa có phản hồi. Và mới đây, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Y tế về vấn đề này. Giải thích về kiến nghị này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi nuôi cấy virus SARS-CoV-2 thì việc đánh giá miễn dịch sẽ tốt hơn. Hiện bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có một phòng an toàn sinh học cấp 3 đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc tế để nuôi cấy vi trùng lao đa kháng, virus cúm. Các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục theo dõi, để báo cáo và có giải pháp ứng phó nếu như xuất hiện biến thể mới, sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ vaccine, thuốc, các phương tiện khi số ca tăng. Cùng với đó, tiếp tục củng cố y tế cơ sở về chẩn đoán, điều trị.